chưa, kiểm tra tiêu chuẩn. Okay. Okay. Bạn cứ khui đi. Sẽ còn lại tiếp theo các bạn model mới Sony Vaio SVE-115112 phiên bản 2012. Đây là model nâng cấp từ dòng Sony Vaio Sony Vaio AA-AB và 2011 là EH-AG. Trước đây là màn hình 15 inch. Nguyên niêm phong. Sau cuộc khám phá thì bên trong này. Cấu tạo bên trong là căn bản giống các model trước, có ngăn để pin adapter. Anh em tự xịt luôn. Với adapter thì cũng giống như trước, coi ba không có gì là thay đổi cả. Có một điểm mới đó là cái bịch bao bảo vệ máy được nâng cấp so với một số dòng cao cấp là dòng S, là được thêm một cái túi chất liệu của bạn là vải dù rất là sang trọng thay vì bịch ni lông như những model trước. Niêm phong bên này là một cái ni lông màu đen. Phiên bản là màu xám, một chất liệu xám, lai ghi một tí, không xám hẳn. Đây, một mã không đây. Về phía mình giới thiệu qua một số cái cọc thiết kế ở trên model đời mới này. Cạnh bên tay trái gồm cọc nguồn này, cọc lan này, có một cọc Vega HDMI, đặc biệt là khe tản nhiệt, nhiệt rất là rộng. Hai khe luôn trên dưới. Kế tiếp làm cộng USB 3.0, ký hiệu vẫn đặc trưng là màu xanh và để ý kỹ là có 5 lá đồng gần theo, một jack phone và một audio. Cái đặc biệt là cộng USB 3.0 này có thêm tính năng gọi là sạc, cho phép các bạn dùng những thiết bị handheld là iPod có thể sạc qua cái cặp USB này luôn. Phía trước nó vẫn là thông dụng như bình thường, cộng SD, mini SD card, các đèn báo, wireless, nguồn, pin và ổ cứng, không có gì nữa. Tại bên phải, và bên phải được trang bị ba cổng USB, nhưng bên này là chỉ có là ba USB 2.0 thôi. Ồ, DVD, một khe là cắm khóa dây của laptop, phía sau là không có gì cả, chỉ trang bị. Phía dưới cũng không có gì đặc biệt, căn bản là giống các model trước SA. Có cái điện phía trước, cái này là nhìn là cái mẫu thiết kế này thế là lai giống của dòng cao cấp, dòng SE, SA, là được thêm cái cách điện của một cái rất là thiết kế rất là phá cách của Sony, nhìn rất là sang trọng. Phần chất liệu đây là phần titan rất là mát, không có thay đổi, không phải đánh gì cả, chạy ra đi. Mình định chụp máy quay ra đây. Ok, cái phiên bản này vẫn dùng cái công nghệ chip cũ, chip Core i3, nhưng có cái đặc biệt là được trang bị thêm màn hình là backlit và chip led luôn sáng trong đêm. Cái này là cái model mới sau những phiên bản trước. Đôi kiểm tra nhưng mình sẽ vượt làm gì đi một tí.